Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại Minh Toàn đang đứng tại ga Hạ Long, thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đây là cái nhà ga. Đấy nhà ga. Có cái chữ ga Hạ Long ở trên đấy. Đấy. Hôm nay thì Minh Toàn xin chia sẻ đến quý bà con cô bác về cái ga Hạ Long cũng như là cái chợ ga. Thì thực phẩm ở chợ ga được mọi người ở Hạ Long cũng đồn nhau và truyền tay nhau là thực phẩm ở đây rất là rẻ. Thì vì sao lại nhiều người đến chợ Hạ Long như thế, mặc dù cái chợ Hạ Long này nó chỉ mở vào buổi trưa mà thôi. Đây, như quý bà con cô bác nhìn thấy, đây là cái phía trước của cái ga Hạ Long. Đấy, cái đường ngoài kia là chúng ta đi ra đường quốc lộ rồi. Chúng ta đi ra đường quốc lộ, còn đây là cái cổng vào của ga Hạ Long. Đấy. Đây là các cái xe mà đang đậu ở ga Hạ Long. À, đây là cái văn phòng và cái nhà ga của ga Hạ Long. Ở trước ga Hạ Long thì có một cái bãi cỏ như thế này. Và bây giờ Minh Toàn xin giới thiệu về cái ga Hạ Long này qua cái video này đến quý bà con cô bác, để quý bà con cô bác hiểu thêm về chợ ga. Mình thưa bà con, ở cái chợ ga Hạ Long này thì nó hoạt động vào buổi trưa, tức là từ khoảng 11 rưỡi đến 11 giờ 40, khoảng 11 giờ 40 gì đấy, đến khoảng 1 rưỡi 2 giờ chiều, và chỉ hoạt động vào buổi trưa thôi. Thì nhưng mà cái lượng người về với chợ Hạ Long rất là đông. Buổi chiều và buổi tối, buổi sáng thì chợ Hạ Long này lại không hoạt động. Và đây thì như quý bà con biết là đây thì khi mà chợ Hạ Long này làm ở cái chợ ga. Đây là chợ ga Hạ Long. Đây, chợ ga Hạ Long. Và chợ ga này thì tức là nó nằm ở ga tàu. Ga tàu của Hạ Long. Nhưng mà khi mà tàu về thì là mới có thực phẩm về với để bán ở chợ ga này. Nhưng mà bây giờ như quý bà con cô bác biết thì cũng có các cái người dân buôn bán là đưa các cái thực phẩm ở ngoài vào đây để mà bán cùng với hàng hóa, chứ không phải là chỉ có cái hàng mà ở trên ga tàu xuống đâu. Còn lúc nữa là sẽ có tàu về, và tàu về thì sẽ có những cái thực phẩm ở trên tàu xuống. Và chính vì thế mà thực phẩm trên tàu người ta bán hầu như ở đây người ta bán theo như kiểu mà chợ đầu mối, ví dụ như rau củ quả người ta bán theo yến. Chính vì thế mà ở đây thì quý bà con cô bác cũng có thể biết được là ở đây thì giá thực phẩm khá là rẻ. Đây có cả các cái hai mặt hàng thực phẩm của người dân đưa vào để bán. Đấy, có dưa này, cam này. Đấy, và đây là cái đường mà vào ga. Đây là cái đường mà chúng ta vào chợ ga. Cái này tàu mấy giờ về chị nhỉ? Chắc là 12 giờ kém. 12 giờ. Một chuyện 2 giờ kém thì tàu mới về. Nhưng mà ở đây thì cũng có rất nhiều thực phẩm. Có cả những quả táo rất là ngon. Cả táo, củ đậu. Rất là ngon. Đây, đây là cái ga Hạ Long. Ga này cũng khá là rộng chứ bà con. Đây, đây là cái ga Hạ Long. Tàu về thì tàu sẽ đậu ở đây. Đấy, tàu sẽ đậu ở đoạn này và người ta đưa thực phẩm, rau củ quả cho đến các cái thứ thực phẩm là xuống đây bán. Và đây là cái khu chợ ga. Đây là khu chợ ga. Ở chợ ga này thì thực phẩm rất là nhiều. Từ rau củ quả, hàng hóa cho đến các cái mặt hàng đồ khô cũng có.
Ở đây hình như là bán như kiểu đầu mối ấy cô nhỉ? Vâng. Vâng. Dạ. Dạ. Bán là mua ở đây xong rồi mới bán ở các chợ khác thôi cô nhỉ? Dạ. Vâng. Đi tàu về rồi. Dạ. Mấy giờ tàu về cô nhỉ? 1 rưỡi. Dạ. À đây, đây là cái đường ray. Đường ray này khá là chắc chắn chứ con. Đấy, ray tàu. Và khi mà ga tàu dừng ở đây thì là sẽ có cái những cái cảnh mà mua bán và tranh giành nhau để mua những cái thực phẩm ngon sạch để gửi đến quý bà con cô bác. Nhưng mà quý bà con cô bác chúng ta đến chợ ở đây, và đây cũng là một trong những cái chợ đầu mối mà sẽ đưa các cái thực phẩm ở đây về bán ở tại các cái chợ ở trên địa bàn của Hạ Long nói riêng hay là của Quảng Ninh nói chung. Và ở đây thì như quý bà con cô bác thấy ở chợ ga thì không những là hàng hóa, nói chợ ga thì thực ra là hàng hóa ở trên tàu xuống, tàu về thì mới có hàng hóa, nhưng mà ở đây thì đã có hàng hóa chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Tức là bà con cô bác mà có những cái mặt hàng bán thì chúng ta cũng đưa về đây chúng ta bán cho những người tiêu dùng mà cần mua ở đây. Táo rất là ngon. Đây, táo này là táo chua chua nhút nhút đây. Táo này, bầu này, bí này, cà này, dưa này, rất là nhiều, đầy đủ hết chứ bà con cô bác. Và trong này thì sẽ dùng những cái xe kéo như này để vận chuyển hàng hóa. Bởi vì hàng hóa cũng rất là nhiều, cả nhà người ta cũng hay dùng các cái xe kéo này để người ta vận chuyển hàng hóa. Và như Minh Toàn được một số người chia sẻ thì khi mà chúng ta về với chợ ga ở Hạ Long thì chúng ta hay chờ tàu xuống để chúng ta mua được những cái mặt hàng tươi ngon, tươi ngon bổ rẻ hơn. Những cái mặt hàng đồ mới như này thì người ta đưa đến đây bán thì có khả năng là sẽ mắc hơn một chút thôi chứ không mắc hơn nhiều. Thưa bà con, tàu đã cập bến rồi.
và tàu cập bến. Cái tàu này là theo như cá nhân Minh Toàn đang nhìn thấy, tàu này là có 3 toa. 1, 2, 3, 3 toa. Và cái toa giữa này chở hành khách, nhưng mà cái lượng hành khách mà đi tàu thì rất là ít. Minh Toàn thấy rất là ít, hầu như không có, được 1-2 người thôi, chứ không có nhiều. Và tàu cập bến thì hàng hóa ở trên tàu đây và đã đưa xuống cái này vào trong này bán. Và hiện giờ là mới hoạt động được khoảng 5 phút thôi, nhưng mà người ở đây rất là nhộn nhịp rồi quý bà con ạ. Đấy, như quý bà con cô bác thấy, người ở đây rất là đông đúc nhộn nhịp rồi khi mà về đây mua bán. Ở đây cái chợ ga Hạ Long này thì là hoạt động vào từ 11:30 cho đến khoảng 13:30. Nó hoạt động ở vào buổi trưa nên mà những bà con cô bác ở xa hoặc là những bà con cô bác là không biết, không tranh thủ được giờ giấc thì cũng ít bà con mà đi được cái chợ ga Hạ Long này. Chợ ga Hạ Long thì đây hoàn toàn cảm thấy từng ngày giờ có một anh du khách này thôi, là khách đi tàu thôi, còn lượng khách đi tàu là ít mà chủ yếu là chở các thực phẩm để đây bán. Rất là nhộn nhịp, rồi bạn đi tàu có nào trai nhiều mặt hàng lắm. Nhiều cô rất là buồn cười, bảo quay cái đéo gì, quay người quay chơi thành công. Nên đi quay vlog vất vả lắm chứ bà con ạ. Dữ lắm, dữ đồ lắm. Có cả sắn này, cả khoai này. Và chợ ga Hạ Long này thì hầu như là các người mua buôn, người dân buôn mua về đấy, chúng ta mua buôn mua số lượng nhiều, xong rồi chúng ta đi các cái chợ khác chúng ta bán. Chính vì thế mà ở chợ ga Hạ Long này thu hút rất là nhiều người đầu mối của các cái chợ khác về đây để ta mua, mua buôn xong bán lại. Cũng vì thế mà chợ ga Hạ Long cũng là một cái nơi điểm đến mà thu hút rất là nhiều bà con để đến chợ ga Hạ Long để mua bán các cái mặt hàng thiết yếu, bởi vì nó rẻ hơn các cái chợ bình thường. Đấy là theo cái cảm nhận cá nhân của mình toàn. Đây có cả mít, mít rất là ngọt. Mình toàn đi vòng phía ngoài này để cho bà con được nhìn rõ về cái chợ ga. Đây, đây là toàn cảnh cái ga Hạ Long. Như quý bà con cô bác thấy, đây là phía trước của ga Hạ Long và đường đằng trước chúng ta là cái đường quốc lộ, đường quốc lộ rồi. Đường này chúng ta nếu ra chúng ta rẽ phải là chúng ta đi ngược hướng, rẽ trái là chúng ta ra Cẩm Phả, bên trái đằng trước này cũng có những người bán các cái hàng như gà ở đây, chủ yếu bán gà chứ không phải. Nhưng mà như Minh Toàn được tư vấn của các cô ở trong chợ thì là nếu chú bà con khi mà về với chợ ga Hạ Long thì chúng ta nên mua vào trong chợ, chúng ta mua và mua những mặt hàng ở tàu xuống để
cho những mặt hàng nó được rẻ hơn và tươi ngon hơn. Đấy là chia sẻ của những cái cô mà đi chợ hay đi chợ ra Hạ Long. Ở những bà con cô bác ai mà ở phường Giếng Đáy thì đi chợ ga rất là thuận tiện, bởi nó nằm rất là gần trung tâm của phường Bãi Cháy. Nhưng mà những người xa xa thì sẽ không có cái điều kiện để đến chợ ga, bởi vì chợ ga nó chỉ là hoạt động vào 11:30 cho đến 1 giờ chiều thôi, 11:30 cho đến 13:30 chiều thôi.